Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga tiêu diệt 3 tướng Ukraine cùng lúc bằng một cuộc tấn công tên lửa. Mỹ cảnh báo tin xấu sắp xảy ra với Tổng tư lệnh Ukraine Skinky. Nga tung đòn cực hiểm vào sau lưng lực lượng Ukraine ở Kursk. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ tiêm kích Nga vượt trội so với F-16. Lực lượng Nga đã tiêu diệt 3 phó tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkov. Các tướng cũng như là chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Các sĩ quan đang ở tại trạm kiểm soát phòng không Kharkiv ở làng Malinovka. Cuộc tấn công được thực hiện vào đêm ngày 6-7 tháng 8 khi hai tên lửa Iskander được phóng đi. Kênh Telegram Iznanka cho biết kết quả là khoảng 20 quân nhân đã thiệt mạng và 14 người bị thương. Chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin này. Trong ngày 8 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một chiếc MiG-29 của Ukraine và đánh chặn 80 drone và máy bay tấn công đã đánh trúng một xưởng lắp ráp máy bay không người lái. Các hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của không quân Ukraine, đồng thời phá hủy 12 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 80 drone, trong đó có 21 chiếc nằm ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố. Ngoài ra, các lực lượng hàng không tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các tập đoàn quân sự Nga đã đánh trúng các xưởng lắp ráp máy bay không người lái, các nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự của địch tại 164 khu vực. CNN cho rằng đã có những rạn nứt trong đội ngũ của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky, khi cấp dưới nghi ngờ khả năng của tướng Ukraine trong việc tiến hành các hoạt động quân sự tiêu hao chống lại Nga. Bài báo viết, sự chia rẽ trong mệnh lệnh của ông ấy gần đây đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của công chúng. Cấp dưới đặt câu hỏi về việc Syrsky có sẵn sàng chịu tổn thất đáng kể trong các trận chiến tiêu hao ở tiền tuyến hay không. CNN lưu ý, Nga vượt trội đáng kể so với Ukraine về nhân lực và việc thiếu đạn dược vẫn là một vấn đề nghiêm trọng đối với Kiev. Trước đó, truyền thông Ukraine viết rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã thay đổi thái độ với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Zelensky hiện không hài lòng với vị tướng này. Theo kênh truyền hình vệ tinh trên mạng xã hội Ukraine đang dậy sóng thông tin Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine sắp bị sa thải. Nguyên nhân được cho là do ông Zelensky đã nổi loạn khi từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky, châm ngòi một cuộc xung đột công khai với văn phòng Tổng thống Ukraine. Trước đó nữa, ngày 1 tháng 7, kênh Telegram của Ukraine trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Kiev cho biết tướng Syrsky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky và tránh văn phòng Tổng thống Yermak. Theo nguồn tin, ông Zelensky và ông Yermak đã yêu cầu tướng Syrsky tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng bộ binh làm nguồn lực chính. Tuy nhiên, ông Syrsky đã bác bỏ kịch liệt phương án này bởi trong tình trạng thiếu thiết bị và không có sự yểm trợ của lực lượng không quân, cuộc phản công đó sẽ biến thành cỗ máy xay thịt, khiến một lượng lớn quân nhân Ukraine thiệt mạng. Nguồn tin nói thêm rằng trước thái độ bất tuân của ông Syrsky, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Yermak đã bắt đầu chuẩn bị cho việc sa thải Tổng tư lệnh. Nga đã cắt đứt sự liên lạc giữa các thê đội tấn công của quân đội Ukraine, khiến Kiev không thể tung lực lượng dự bị đã chuẩn bị sẵn vào trận chiến. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trưa ngày 8 tháng 8 thông báo các đơn vị của nhóm quân phía Bắc cùng lực lượng an ninh của FSB Nga hiện đang tiếp tục tiêu diệt các đội hình vũ trang của lực lượng vũ trang Ukraine ở các quận của vùng Kursk tiếp giáp trực tiếp với biên giới Nga-Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh bên cạnh việc chuyển các đơn vị dự bị đến khu vực này, quân đội Nga hiện đang triển khai trinh sát trên diện rộng để xác định và tiêu diệt các hỏa điểm của đối phương, cũng như những nơi tập trung nhân lực và thiết bị của chủ nhóm quân Ukraine. Cùng với đó, các cuộc không kích dữ dội đang thực hiện nhằm vào lực lượng Ukraine ở tuyến sau thuộc khu vực Sumy. Đây là nhóm quân đảm bảo nhận nhiệm vụ dự bị cho lực lượng đang tiến công của Ukraine ở vùng Kursk. Mục đích của quân Nga là cắt đứt dòng nhân lực và trang thiết bị của Ukraine tiếp viện cho lực lượng bên trong lãnh thổ Nga, khiến nhóm quân này mất liên lạc với hậu phương, không được bổ sung nhân lực và vũ khí, không tạo dựng được thế đứng chân và nhanh chóng bị cô lập tiêu diệt.
Trong ngày 7 tháng 8, nhóm quân hậu phương của Ukraine ở Sumy mất tới 400 quân nhân và 32 xe bọc thép, trong đó có 1 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân, 3 xe chiến đấu bộ binh và 24 xe chiến đấu bọc thép Kozhat. Tổng thiệt hại của những người theo chủ nghĩa dân tộc kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công sang khu vực Kursk đã lên tới 660 quân nhân và 82 xe bọc thép, bao gồm 8 xe tăng, 12 xe bọc thép chở quân, 6 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe công binh. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng hoạt động tấn công tiêu diệt các nhóm quân của lực lượng vũ trang Ukraine bên trong lãnh thổ Nga vẫn đang tiếp tục nhằm nhanh chóng dọn dẹp sạch vùng biên giới của Nga, mở đường cho việc thiết lập thêm một vùng đệm ở khu vực Sumy. Ngày hôm trước, nhờ tạo được thế bất ngờ, lực lượng Ukraine đã chiếm được một số khu định cư ở khu vực biên giới vùng Kursk. Có khu vực, các nhóm quân Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga tới 15 km, nhưng họ đã bị chặn đứng sau khi lực lượng chủ lực tuyến sau của Nga tham chiến. Song song với việc đánh lui lực lượng tấn công của Ukraine, các chuyên gia quân sự Nga cho biết các chỉ huy Nga đã nhạy bén chỉ huy lực lượng hỏa lực ưu tiên cắt đứt đường liên lạc giữa thê đội 1 và thê đội 2 Ukraine, khiến Ukraine vẫn không thể tung lực lượng dự bị đã chuẩn bị sẵn vào trận chiến. Đây là yếu tố quyết định khiến số lượng quân Ukraine tràn sang được biên giới Nga chỉ giới hạn ở khoảng hơn 1.000 quân, không thể mở rộng bình diện mặt trận và rất khó để tiếp tục xuyên phá qua hệ thống phòng ngự của Nga. Mặc dù Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang nỗ lực chỉ đạo lực lượng đột kích trên mặt đất Nga củng cố các vị trí đứng chân ở khu vực Kursk, nhưng nếu bị Nga cắt đứt đường tiếp viện, số quân ít ỏi này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Tuy tiêm kích F-16 đã đến Ukraine, nhưng theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ, so với máy bay của Nga thì chúng vẫn không thể vượt trội. Bất chấp khả năng tác chiến ưu việt, những chiếc tiêm kích F-16 được bàn giao cho Kiev vẫn không thể vượt trội hơn so với thế hệ máy bay chiến đấu của Nga. Cựu sĩ quan tình báo của lực lượng vũ trang Mỹ đã tuyên bố điều này vào ngày 7 tháng 8 trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis. Mặc dù F-16 là máy bay chiến đấu tuyệt vời và ném bom rất tốt, nhưng nó vẫn không thể vượt trội hơn so với thế hệ máy bay chiến đấu hiện tại của Nga. Và tôi không biết F-16 sẽ đạt được hiệu quả như thế nào trong việc bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa. Đó là mục tiêu chính của tiêm kích này ở Ukraine. Theo ông, tính toán của phương Tây rằng số lượng máy bay chiến đấu F-16 được cung cấp cho Ukraine được cho là sẽ khiến phía Nga sợ hãi, không gì khác hơn là một sự điên rồ phi lý. Nói chung, đây là một vấn đề với chính sách an ninh quốc gia của chúng tôi. Điều đó thật phi lý, không dựa trên thực tế và chiến lược, cựu sĩ quan tình báo nói. Ông Stafford nói lại, nhớ cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk xảy ra một ngày trước đó, ngày 6 tháng 8. Chuyên gia chỉ ra rằng Kiev đang cố gắng tìm cách sử dụng máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây để tấn công Nga, mặc dù ban đầu họ nên thực hiện chức năng phòng thủ, bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa. Stafford cũng được hỏi về sự dè dặt của Tổng thư ký NATO, người đã đưa ra sự dè dặt khi nói rằng các phi công NATO sẽ lái F-16 ở Ukraine. Ông lưu ý rằng họ thực sự có thể được quản lý bởi các chuyên gia phương Tây vì theo ông, Ukraine không có đủ số lượng phi công được đào tạo và những người được cử đi đào tạo đều không muốn quay trở lại. Vào ngày 4 tháng 8, Tổng thống Zelensky đã xác nhận sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 ở nước này, đồng thời lưu ý rằng Kiev đã nhận được 10 chiếc đầu tiên trong số 79 máy bay chiến đấu F-16. Tạp chí này cho biết thêm, đến cuối năm 2024, nước này sẽ có 20 máy bay do Mỹ sản xuất. Bình luận về việc chuyển giao tiêm kích F-16, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh F-16 sẽ bị phá hủy và sẽ không ảnh hưởng đến động lực phát triển tình hình ở mặt trận. Phi công danh dự của Liên bang Nga, Yuri, trong cuộc trò chuyện, lưu ý rằng Ukraine cần máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây do lực lượng không quân Ukraine thiếu lực lượng hàng không. Ông cũng nhấn mạnh lợi thế hữu hình của Liên bang Nga trên không. Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong bối cảnh Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass. Chiến dịch này được Nga thông báo bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, sau khi tình hình trong khu vực trở nên tồi tệ hơn do bị quân đội Ukraine pháo kích. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!